Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bài văn mới, bài văn số 8, tả về con chó của em học sinh lớp 3. Nhà em nuôi rất nhiều con vật như gà, vịt, mèo, thỏ, trâu. Trong số những loài vật nuôi đó, con vật mà em yêu thích nhất đó là con chó. Con chó nhà em tên là Minu. Nó có một bộ lông dày màu đen. Em rất thích vuốt ve bộ lông của Minu vì nó ấm và rất mượt. Mỗi khi được em vuốt ve thì Minu lại vẫy cái đuôi nhỏ bé như vui mừng lắm. Trông nó rất dễ thương. Minu có đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Nó có bốn chân ngắn, nhỏ nhưng chạy rất nhanh. Khi em đi học về thay hay bố mẹ đi làm về thì Minu đều chạy ra cổng đón, quẩy đuôi và liếm nhẹ vào chân em bằng chiếc lưỡi nhỏ bé hồng hồng. Không chỉ em mà cả bố mẹ và anh chị của em đều rất yêu quý Minu. Nó rất dễ thương, ngoan ngoãn và không bao giờ ăn vụng thức ăn, cũng không đuổi gà giống như con chó nhà bác Ba hàng xóm, không đuổi và cắn người như đi đường như những con chó dữ tợn khác. Minu lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở sân để trong nhà. Mỗi khi có người lạ vào nhà thì Minu sẽ sủa lên như để báo hiệu cho bố mẹ em. Từ khi có Minu, nhà em không bị mất trộm đồ đạc hay vật dụng gì cả. Dù là ban ngày hay ban đêm thì nó cũng chăm chỉ nằm ngoan ở trong nhà. Em rất yêu quý Minu không chỉ vì nó đẹp, dễ thương, biết trong nhà, mà còn vì nó rất trung thành, luôn luôn mang đến cho em niềm vui. Khi em buồn thì dụi hai cái tai bé xinh vào chân em như an ủi. Khi em vui thì nó quẩy đuôi chạy theo em để chia sẻ. Có một kỷ niệm mà em không bao giờ quên, đó là một lần em đi nghịch nước làm ướt hết quần áo. Khi về nhà thì bị bố mẹ trách mắng và phạt úp mặt vào tường để kiểm điểm. Lúc ấy em buồn và tủi thân nên vừa chịu phạt vừa khóc. Bỗng nhiên em thấy có gì tròn tròn mềm mại cọ nhẹ 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 vào chân. Cúi xuống nhìn thì đó là Minu. Nó nằm xuống đất, cọ đầu vào chân em. Đôi mắt nó cũng buồn, ủ rũ nằm nhìn em. Khác hẳn với nghịch ngợm, quậy phá như mọi ngày, em biết nó đang cố an ủi mình nên nỗi buồn như vơi bớt. Em đã ôm nó và đứng kiểm điểm bản thân, và cũng kể từ đó em càng yêu Minu hơn. Minu là một chú chó nhỏ thông minh, dễ thương. Đặc biệt nó hết mực trung thành với chủ. Với em, Minu không phải là một con vật nuôi bình thường, mà nó còn là một người em, một người bạn tốt, có thể chia sẻ lúc vui cũng như khi buồn. Em rất yêu Minu và mong muốn nó luôn luôn ở bên em. Đó là bài văn tả về con chó số 8 mình vừa trình bày xong. Hẹn các bạn clip sau mình sẽ làm bài văn số 9 tả về con chó. Xin mời các bạn đón xem và cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Xin chào tạm biệt các bạn.